Tiếp nối một ý kiến có đồng mạng ngày hôm nay, Thành Tâm xin gửi đến quý vị bình luận của tác giả Thanh Mai đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 14 tháng 4 về việc bà hiệu trưởng Biện Hộ là ông giám đốc sở giáo dục Hà Nội vào nơi ăn ở của các em học sinh mầm non mà không cởi giày đang bị dư luận phản đối. Mời quý vị cùng chia sẻ. Bò chó lợn nó vẫn hay ngửi đít nhau đấy. Em đọc cho con bài báo câu hiệu trưởng đứng lên, bao biện giám đốc sở cung bậu sậu đi dép vào lớp mầm non. Là vì không hiểu biết sâu nên bình thường và giám đốc rất ân cần tinh tế. Nhắc lại là tinh tế. Đọc xong con em liền hỏi em, mẹ ơi sao đoàn giám đốc đi dép vào lớp mầm non là bình thường ạ? À? Vì họ không hiểu biết, thiếu giáo dục, kiến thức nên không có lỗi con ạ. À. Cả một tiểu đội giáo dục đó không ai hiểu biết, nhưng không hiểu biết là thế nào hả mẹ? con hãy mở youtube lên đi có cảnh cả đàn bò đi vào đường bê tông mới đổ đó đó là do bò nó không hiểu biết vậy thế nào là tinh tế hả mẹ là khi người ta đường giáo dục và hiểu biết rồi dựa trên nền tảng đó họ ứng xử tế nhị sâu sắc vào từng chi tiết nhỏ con ạ à. vậy đã đi dép vào lớp thì không thể là tế nhị sâu sắc mà đã không tế nhị sâu sắc á thì lãnh đạo không thể gọi là tinh tế cô nói thế cũng là không hiểu biết giống như bò trên youtube phải không mẹ Mẹ cũng không chắc cô có giống bò hay không nữa Thôi con hãy xem trước đi Bò chó lợn nó vẫn hay ngửi đít nhau đấy